gạch chim về trong đêm nó rồi anh em ơi. Năm em ha. Mình này bắt con mồi của anh Lưu ha, anh Lưu ở ngoài Phú Quốc nha, mồi của anh Lưu. Con mồi này là của anh Lưu nha, anh Lưu ở ngoài Phú Quốc nha, mồi Lưu nha. Con này là con mồi của anh Lưu nha, của anh Lưu mà Phú Quốc ha.
con này trên lồng tràn ha. Kêu luôn anh em, con mồi của anh luôn kêu luôn. Nó mọi của anh lâu nha. Lì ha. Bắt ra cho luôn đó. Chơi luôn à, lì ha. Đó con mồi anh em, mồi của anh Lu nha, anh Lu ở ngoài Phú Quốc, lì ha. Lì ha. Mồi của anh Lu nha. Lì quá ta. Bởi nãy ông tài xế xe nó có con là trong này nó lì quá. Bỏ tay nó kêu hoài, nó không sợ gì hết trơn. Đúng ha, mồi nó quên luôn nha. Con này đẹp quá, đẹp luôn.
không được. Đi 2-3 ngày rồi nó phân nó dính lên trong đây rồi nó có ăn vô. Đã mất cái lỗ rồi. Ơi. Ơi. Rồi nó sẽ mất cái lỗ với xỏ vào vô. Đi 2-3 ngày đó rồi khoanh mới sảm cái bít kìa. Kia chơi luôn kìa nè. Nó
cái đầu dây này nó bung rồi. Dây nó bung được rồi. Hết lòng anh em ơi, còn con hết lòng, hết lòng rồi. Con này nó bỏ dưới lòng ấy đi. Con này con mồi của anh Lu nha, ngồi anh Lu này của Quốc nha. Mời anh luôn ha. Con này mình thấy nó cũng kêu nè. Con này con mồi nữa nè nghe anh em. Con mồi này giờ mồi dòng gù di chuyển nha. Thấy con mồi này thấy nó lên nó dễ lông liền ha. Nó dạng ha. Mồi này là con mồi này, con mồi ngoài nó bắt nhiều bổi lắm rồi nha. Ông chủ nó bắt gần cả trăm con bổi vậy đó. Nè, anh em thấy về lên thấy nó cái lông này nè ha. Ý là ngoài đi về đây 3 ngày. Đó. Ừ con này con mồi mà. Ngồi này mắc tiền mà. Còn anh con mình hết lòng trần anh em ơi, bỏ vô cái lòng 50 vuông dưới nha. Để đợt này gì hai ba đợt này về nhiều quá, chứ còn năm cái lòng chặn ngoài rồi mà chưa có la gắn gì trơn á, không làm được ha. Đây con không banh chặn chưa bàn ha. Rồi về đợt này năm con nha, hai con ba con lòng chặn chứ hai con mồi này con mồi dòng gù di chuyển ha.
còn ba con đó thì ấy, với con này thì con mồi của anh Lu ha, anh Lu người Phú Quốc rồi. Rồi giờ tới hù anh em ơi, thôi mình ra mình xịt nước nó một cái rồi mình cho nó nghỉ ngơi rồi cho nó khỏe nha. Rồi bye bye anh em nha.